Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Hà Thị Thi, sinh năm 1984, ở bản Án Ưng, xã Chiền Bang, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, là nhân viên nấu ăn hợp đồng của trường Trung học Phổ thông Chu Văn Thịnh ở huyện Mai Sơn, về tội cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Quá trình điều tra, công an xác minh Thi là nhân viên nấu ăn cho học sinh bán trú. Do bất mãn về việc nhà trường lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm không đảm bảo chất lượng và nghi ngờ có việc câu kết ăn bớt khẩu phần được hỗ trợ cho học sinh, Thi đã nảy sinh ý định cho thuốc trừ sâu, thuốc diệt gián, kiến vào khẩu phần ăn của học sinh đăng ký ăn tại nhà trường, với mục đích để các em học sinh sau khi ăn sẽ bị ngộ độc và nhà trường phải thay nhà cung cấp thực phẩm. Ngày 13 tháng 9, Thi mua 2 gói thuốc diệt gián, kiến và 1 lọ thuốc trừ sâu. Tới sáng ngày 22 tháng 9, Thi đã lén bỏ thuốc diệt kiến, gián và một ít thuốc trừ sâu vào chậu su su rồi dùng tay trộn đều. Tuy nhiên, trưa cùng ngày, quản lý bếp phát hiện mùi thuốc trừ sâu trong món su su luộc nên đã dừng chia món ăn này cho học sinh, đồng thời báo cáo ban giám hiệu nhà trường và cơ quan công an để điều tra làm rõ. Quá trình khám xét nhà Thi, cơ quan công an đã phát hiện và thu giữ gói thuốc diệt kiến, gián được giấu ở chuồng chim của gia đình,